Việt Nam muốn chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp vào năm 2023. Cựu tù nhân lương tâm 37 năm Nguyễn Hữu Cầu qua đời. Mỹ hỗ trợ Việt Nam tăng cường xét nghiệm, chẩn đoán bệnh. Đức Giáo hoàng Francisco nói cựu Giáo hoàng Benedicto đang bệnh nặng. Đấu thủ cờ vua người Iran không đội khăn hijab khi thi đấu. Thợ vẽ móng vẫn quyết làm việc dù thủ đô Ukraine chìm trong bóng tối. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 27 tháng 12 yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Chính nói rằng kết quả việc ngăn chặn cái gọi là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, sau 5 năm bị Ủy hội châu Âu cảnh báo thẻ vàng, đã có sự tiến bộ và được cơ quan của châu Âu công nhận. Tuy nhiên, ông Chính nói rằng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu không khắc phục sớm thì không những không gỡ được cảnh báo thẻ vàng, mà nguy cơ còn diễn biến phức tạp. Ông được nói đã yêu cầu Bộ Ngoại giao kiên quyết đấu tranh với các vụ việc nước ngoài bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá ngư dân ta, cũng như chủ trì đàm phán sớm hoàn thành việc phân định khu vực vùng biển giáp ranh, chồng lấn chưa phân định giữa Việt Nam và các nước, và trước mắt tham mưu đề xuất ranh giới cho phép tàu cá hoạt động khai thác hải sản tại các khu vực này. Việt Nam bị Ủy hội châu Âu phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu, được EU thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho các quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Nguyễn Hữu Cầu, một trong những cựu tù nhân lương tâm bị chính quyền Việt Nam giam giữ lâu năm nhất, qua đời ở Kiên Giang sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Ông hưởng thọ 76 tuổi. Gia đình ông cho VOA biết ông từ trần tại quê nhà ở Rạch Giá vào ngày 19 tháng 12 và được hỏa táng vào ngày 22. Là đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông từng bị giam giữ 5 năm trong trại học tập cải tạo và sau đó chịu án tù chung thân vì được cho là dùng thơ tố cáo các quan chức chính quyền tham nhũng, bao che cho công an phạm tội. Ông được phóng thích vào năm 2014. Thì theo em nghĩ là cái ba bị giam như vậy là rất là lâu, 37 năm mà vừa thời gian cải tạo mà và vừa thời gian ở tù. Từ lúc mà ông ra chạy năm 2014 bây giờ là ông cũng sống ở trong cái bệnh tật, kiểu như là bị mắt, bị mờ, rồi bệnh tim, rồi bệnh tiểu đường, đủ thứ bệnh. Theo thông tin từ tổ chức Văn Bút Quốc tế, ông Nguyễn Hữu Cầu bị công an tỉnh Kiên Giang bắt tại nơi cư trú vào ngày 9 tháng 10 năm 1982 vì là tác giả của một bản thảo bài hát và bài thơ tố cáo các đảng viên của Đảng Cộng sản cầm quyền tham nhũng ở địa phương này. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1983, ông bị kết án tử hình vì tội phản động, phá hoại chính sách đoàn kết. Sau đó ông kháng cáo và bản án được giảm xuống tù chung thân. Tom Malinowski, cựu trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ vào năm 2012, gọi ông là một trong những nhà bất đồng chính kiến dũng cảm nhất thế giới, đã theo đuổi cuộc chiến chống lại sự bất công mà ít được thế giới bên ngoài chú ý. Dưới áp lực của Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, ông được trả tự do trước thời hạn trong một đợt đặc xá vào ngày 21 tháng 3 năm 2014, sau khi thụ án tù 32 năm. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ việc giam cầm tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, mà chỉ bắt giam và xét xử những người được nói là vi phạm pháp luật. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC đang giúp Việt Nam tăng cường công tác xét nghiệm để chẩn đoán bệnh, một phần trong nỗ lực đang tiếp diễn hỗ trợ về mặt y tế. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội ngày 28 tháng 12 cho biết rằng, với sự hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ, hệ thống phòng xét nghiệm của Việt Nam đang cải thiện các phương pháp chẩn đoán, theo dõi và dự phòng HIV, lao, cúm và các bệnh truyền nhiễm khác. Cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng, với sự hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ, Việt Nam đang đạt được những bước tiến lớn trong việc tăng cường hệ thống phòng xét nghiệm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, từ việc xét nghiệm cúm tại các chợ gia cầm sống đến giám sát dịch bệnh tại bệnh viện.
Eric Zuban, Giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, mới đây cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong năm 2023, bao gồm việc giúp thành lập một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Việt Nam. Ông nói thêm rằng phía Mỹ sẽ hợp tác với cơ quan chức năng trong nhiều tháng năm sắp tới để bảo đảm mô hình CDC trung ương của Việt Nam được thành công ngay từ đầu. Ngoài sự hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ, theo Đại sứ quán Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ mới đây đã hỗ trợ tổ chức khám chụp X-quang và xét nghiệm miễn phí để tầm soát lao phổi cho người có nguy cơ và người đã nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Những tuần lễ cuối tháng 12 là thời điểm mà giới bán lẻ lịch trên hè phố nhìn nhận mãi lực luôn tăng đáng kể. Năm nay, dạng lịch gỡ từng ngày hay còn gọi là lịch block, loại cỡ nhỏ bán chạy hơn vì giá cả hợp túi tiền người lao động. Công việc người ta không có được ổn định cho nên là cái gì cần chi tiêu là người ta mới chi tiêu, còn cái nào hạn chế được có hạn chế. Giống như hàng năm thì cái lịch lớn, lịch đẹp thì bán được nhiều hơn. Năm nay khó khăn quá, người ta mua đại khái là những cái lốc lịch bé bé thôi. Người ta mua cho có để xài trong một năm thôi, chứ không có kiểu như là phết trương như mọi năm. Mọi năm thì những cái lịch lớn bán chạy hơn. Thị trường lịch Quý Mão dùng để làm quà tặng, theo ghi nhận từ một đầu nậu chuyên chào hàng sỉ lịch dành cho việc in thêm nhãn hàng quảng cáo thương hiệu, thì thời gian đặt vẫn như thường lệ nhưng số lượng có kém hơn. Ông Lê Văn Phước cho biết vậy. Bán sỉ thì khoảng tháng 10 bắt đầu là bán sỉ rồi. Cho khách ta mua về ta in quảng cáo á. Khách hàng như là người ta nhầm người thì người ta không có đặt lịch in nữa, nhầm người thì người ta vẫn còn in, nhưng mà in số lượng nó giảm, không có bằng như mỗi năm nữa. Ông Nguyễn Tấn Trúc Phương, một khách hàng mua lịch về để làm quà biếu Tết cho bạn bè, đã chia sẻ nhận xét. Mẫu thì in năm nay in cũng đẹp. Tại vì mỗi năm nó mỗi khác nhau, đâu có giống được. Coi như là mua lịch lóc mình tặng cho người ta, là bạn bè thì cũng chừng 5-10 cuốn vậy đó. Thì năm nay là mua toàn lịch lóc không à, giá cũng được. Đó, chứ không có mắc gì bao nhiêu đâu. Giá cả bán lẻ lịch các chủng loại sẽ bước vào giai đoạn đại hạ giá kể từ tuần lễ đầu sau Tết Dương lịch 2023. Thông thường thì người dân vẫn tiếp tục lai rai đi mua lịch kéo dài đến tận tuần cuối cùng của tháng chạp ở năm cũ. Công ty Bưu Doanh Việt Nam thuộc tập đoàn Bưu Chen hoạt động từ năm 1996 với ngành nghề sản xuất chính là giày thể thao. Đây là doanh nghiệp có số công nhân đông nhất Sài Gòn hiện nay với khoảng trên 50.000 lao động. Dịp Tết Quý Mão này, Bưu Doanh Việt Nam có mức thưởng được công nhân nơi đây nhìn nhận là rất hài lòng. Một năm trở lên á là mình sẽ được thưởng một tháng lương. Còn từ 3 năm trở lên á thì nó chấm theo bạc. Chấm thí dụ như 3 năm á thì nó chấm theo phần trăm như 1 chấm 2 chấm vậy đó. Còn từ 13 năm trở lên tới 20 mấy năm á, là chỉ có 2.2 thôi. 2.2 là chạy nhầm một năm á, là tiền thưởng đó là của mình chạy ra cũng 20 mấy triệu, 30 triệu đó. Cùng niềm vui như bà Huỳnh Thị Hằng, với công nhân Nguyễn Thị Thu Thảo, thì rất nhiều người lao động đã ngỡ ngàng đến mức xúc động rơi nước mắt khi công ty dù có giảm thời gian làm việc, cho nghỉ luân phiên, nhưng số tiền thưởng Tết được quen gọi là lương tháng 13 vẫn cao hơn mọi năm hồi chưa dịch giả. Gần tới ngày thông báo rồi nhưng mà vẫn chưa có được thông báo, rất là hoang mang luôn, cứ nghĩ là sẽ hạ chấm hay gì đó. Nhưng mà không ngờ là công ty giữ mức bình thường, không có hạ chấm, so với nhiều công ty khác là không có được tiền thưởng gì hết. Mọi người rất là vui luôn.
rất là vui. Còn thì với mức thưởng Tết này, người lao động có thể chi tiêu thoải mái hơn trong dịp Tết sắp tới. Bà Cúc kể. Vui lắm, đứa nào cũng cười te tét. Công nhân người nào cũng phấn khởi. Có tiền mua sắm cho con nè, rồi có tiền sắm sữa, có tiền sắm đồ ăn để ăn Tết á. Bà Cúc cho hay bà có thâm niên đến 22 năm làm việc liên tục ở công ty Puyuan Việt Nam. Nên với lương tháng 13 khấm khá này, giúp bà rộng tay hơn khi sắm sửa về quê cũng như mừng tuổi phụ mẫu hai bên họ hàng. Một cái Tết ấm no đối với công nhân nơi đây dường như đang về rất gần. Cựu giáo hoàng Benedicto 95 tuổi, người vào năm 2013 đã trở thành giáo hoàng đầu tiên sau 600 năm từ chức khi đang đương chức, đang ốm nặng. Đó là theo lời của người kế nhiệm giáo hoàng Francisco, người vào thứ Tư 28 tháng 12 đã yêu cầu nhà thờ cầu nguyện cho ngài. Tôi muốn xin tất cả anh chị em một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto, người đã âm thầm nâng đỡ giáo hội. Chúng ta hãy nhớ đến Ngài. Ngài đang bệnh nặng, xin Chúa an ủi và nâng đỡ Ngài trong chứng tích tình yêu dành cho giáo hội cho đến cùng. Vatican sau đó cho biết trong một tuyên bố rằng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đột ngột xấu đi trong những giờ trước đó. Vatican cũng cho biết tình trạng của Ngài trong tầm kiểm soát và Ngài đang được chăm sóc sức khỏe liên tục. Đức Giáo hoàng Francisco, người đã đến thăm vị cựu giáo hoàng ngay sau buổi tiếp kiến chung của ngài, thường ca ngợi Đức Giáo hoàng Benedicto ví ngài như một người ông. Nhưng sự hiện diện của hai người đàn ông mặc đồ trắng tại Vatican đôi khi gây ra rắc rối. Những người bảo thủ đã coi cựu giáo hoàng là người mang tiêu chuẩn của họ. Cho đến vài tuần trước, những người từng gặp Đức Giáo hoàng Benedicto nói rằng cơ thể ngài rất yếu nhưng tâm trí ngài vẫn còn minh mẫn. Đây là những bức ảnh mới nhất được biết đến của Đức Giáo hoàng Benedicto. Chúng được chụp vào ngày 1 tháng 12 năm nay khi ngài gặp những người đoạt giải thưởng mang tên ngài dành cho các nhà thần học. Một kỳ thủ cờ vua Iran hôm thứ Tư 28 tháng 12 đã tham gia một giải đấu quốc tế ở Kazakhstan mà không đội khăn trùm đầu trong ngày thi đấu thứ hai, theo một nhà báo của Reuters. Một nhân chứng của Reuters tại giải vô địch cờ vua nhanh thế giới FIDE ở Almaty, Kazakhstan đã chứng kiến cô Sarah Khadem thi đấu mà không đội khăn trùm đầu, một hành vi vi phạm luật của Iran về quy định trang phục của phụ nữ. Iran đã bị cuốn vào các cuộc biểu tình chống lại giới lãnh đạo giáo sĩ của đất nước kể từ giữa tháng 9 năm nay khi cô Mahsa Amini, 22 tuổi, một phụ nữ Iran gốc Kurd, chết vì bị cảnh sát đạo đức giam giữ do cô mặc trang phục không phù hợp. Luật bắt buộc đội khăn trùm đầu đã trở thành tâm điểm trong các cuộc biểu tình với một loạt vận động viên nữ thi đấu ở nước ngoài xuất hiện mà không có khăn trùm đầu ở nơi công cộng. Cô Khadem sinh năm 1997 và còn được gọi là Sarasadat Khadema Sarie, được xếp hạng 804 trên thế giới theo trang web của Liên đoàn cờ vua quốc tế. Trang web của sự kiện diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 này đã liệt kê cô là người tham gia cả hai hạng mục cờ nhanh và cờ chớp. Các hãng tin Iran, Khabar-e-Rasmi và Etemad trong các bài báo đưa tin hôm thứ Hai 26 tháng 12 nói rằng cô Khadem đã thi đấu tại giải vô địch ở Almaty mà không có khăn trùm đầu. Mất điện ở thủ đô Ukraine không ngăn được người thợ nêu địa phương, tức người làm móng tay, móng chân, phục vụ khách hàng của mình. Người thợ nêu 18 tuổi Elizaveta Levichuk đã chuyển nơi làm việc của mình đến một điểm từ thiện bất khả chiến bại gần đó, được mệnh danh là nhà kính, được thành lập bởi các tình nguyện viên trong khu vực. Chúng tôi bắt đầu làm móng khi mất điện. Tôi hỏi cô ấy có phiền không khi đi đến điểm bất khả chiến bại và tiếp tục, hay đợi có điện trở lại. Chúng tôi quyết định đến điểm bất khả chiến bại, và chúng tôi không sai khi làm như vậy. Được trang bị máy phát điện, các trung tâm bất khả chiến bại, sáng kiến đầu tiên của chính quyền Ukraine đã được thành lập trên khắp đất nước kể từ tháng 11 năm nay như một nỗ lực nhằm cung cấp nơi trú ẩn và điện cho người dân Ukraine trong thời gian mất điện trên diện rộng. Kể từ đó, các tình nguyện viên và người dân địa phương đã bắt đầu thiết lập các điểm bất khả chiến bại của riêng họ. Dưới ánh sáng và với loại bóng đèn đặc biệt để làm khô sơn trên móng, Kolivichuk cung cấp dịch vụ cho một khách hàng ngồi cạnh những người đang sạc điện thoại hoặc làm việc với máy tính xách tay của mình. Giám đốc của điểm từ thiện nơi cô Livichuk làm việc,
Andriy Jerofiev cho biết ông hy vọng sáng kiến này sẽ mang lại sức mạnh cho khu vực. Ở đó, mọi người có thể gặp nhau và giúp đỡ nhau trong tương lai. Ukraine bị mất điện trên diện rộng trong nhiều tháng sau khi phi đạn của Nga dội xuống cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước. Moscow thừa nhận tấn công cơ sở hạ tầng, nói rằng mục đích của họ là làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine và thúc đẩy nước này đàm phán. Các khu chợ Giáng sinh đang diễn ra nhộn nhịp và người ta có thể thấy những món đồ trang trí công phu ở khắp Moscow trước lễ đón năm mới truyền thống. Tháng 12 này, người dân Moscow đã tận hưởng thời tiết đặc biệt có tuyết rơi, tạo ra nhiều tâm trạng ngày lễ hơn. Ngày đầu năm mới là ngày lễ chính theo mùa của Nga, trong khi các tín đồ chính thống giáo cũng tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, nhắc nhở về cuộc xung đột Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Các chữ cái Latin Z, V, O, những biểu tượng được quân đội Nga sử dụng, được chiếu sáng rực rỡ gần lối vào công viên Gorky nổi tiếng của Moscow. Video của nhân chứng cho thấy một cấu trúc bị đóng băng ở hồ Avon, Ohio vào thứ Hai, ngày 27 tháng 12. Hồ Avon nằm ở phía bắc Ohio, bên ngoài hồ Erie. Khu vực trong và xung quanh thành phố Buffalo của New York xuôi theo hướng gió của hồ Erie và Ontario nổi lên như điểm khởi đầu cho đợt đóng băng sâu Bắc Cực và cơn bão mùa đông lớn kéo dài trên hầu hết Hoa Kỳ vào hồi tuần trước. Cơn bão cũng kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và còn đẩy xa đến tận phía nam ở vùng biên giới với Mexico. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA, tiếng nói từ Hoa Kỳ. Những ngôi chùa Việt thường xuyên văng vẳng tiếng chuông của những khóa lễ cuối tuần phục vụ các gia đình gốc Việt. Những trung tâm thương mại của người Việt đã tấp nập người đi mua sắm Tết và nhiều người cũng đã bắt đầu dọn dẹp trang trí nhà cửa để đón Tết. Trong không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh và năm mới dương lịch, nhiều người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã nôn nao mong chờ cái Tết truyền thống, thời điểm luôn gợi nhớ về quê hương trong lòng mỗi người, đặc biệt là những người cao niên. 2 năm vừa rồi Covid cho nên là mọi cái hoạt động đều là ngưng trệ hết, ở đâu cũng thế. Cho nên là hôm năm nay thì chúng tôi mong rằng hội cao niên sẽ tổ chức những hội chợ Tết, rồi thì bán buôn những cái mặt hàng mà nó phù hợp với lại Tết cổ truyền Việt Nam. Đó thì rồi những cái văn nghệ vui chơi, rồi hát karaoke hoặc cái gì đó. Chúng tôi rất là mong những cái chương trình như vậy. Tết Nguyên đán năm nay dự kiến các hội chợ Tết của nhiều hội đoàn khác nhau trong cộng đồng gốc Việt sẽ khai trương ngay trong tuần đầu tiên của năm mới dương lịch 2023 để đáp ứng nhu cầu không chỉ về mua sắm Tết mà còn là một không gian văn hóa, văn nghệ truyền thống dành cho các gia đình. Cái ngày Tết Nguyên đán chúng tôi đang dự trù sẽ là một cuộc hội chợ có sự phối hợp của Hội Cao Nguyên và cộng đồng người Việt quốc gia ở vùng DC, Maryland và Virginia. Ngay từ thời điểm này, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ truyền thống cũng đã được các hội đoàn gốc Việt tổ chức, tạo ra một bầu không khí vui tươi, ấm áp trong dịp cuối năm. Và mỗi chương trình như thế này đều thu hút rất nhiều người tới tham dự, trong đó phần lớn là các bậc cao niên. Chúng tôi, những người cao niên nó rất là tốt, bởi vì có nhiều những cái sinh hoạt mà làm, nhất là về vấn đề động viên chúng tôi về tinh thần, rồi ngoài ra còn có những cuộc vui chơi để cho chúng tôi trong cái tuổi già rất là thoải mái, và họ thường tổ chức có nhiều những cái sinh hoạt ngoài trời nữa. Không những thế mà lại những cái sinh hoạt, thí dụ như bữa nay chẳng hạn, đấy là những cái điểm mà chúng tôi thấy nó là những cái điểm son của các cái vấn đề mà của những người tổ chức trong cái tuổi cao niên. Năm nay Tết sớm nên trong lúc các gia đình còn đang bận bịu chào đón Giáng sinh và Tết Tây thì không khí Tết truyền thống đã tràn ngập bên cạnh những cây thông Noel và ánh đèn màu. Nhiều gia đình đã lên lịch gói bánh chưng và dọn dẹp nhang đèn cho bàn thờ gia tiên để chào đón một cái Tết Việt đang bắt đầu gõ cửa, vui hơn, rộn ràng hơn sau mấy năm giãn cách vì đại dịch Covid.
Chiến trường Ukraine hiện là cuộc đấu pháo chết chóc với cả hai phía đều bắn hàng chục ngàn đầu đạn mỗi tuần. Chính những hệ thống pháo đã thực sự giúp các chiến sĩ vệ quốc Ukraine giành nhiều chiến thắng. Các phân tích gia và cựu quan chức cho rằng các hệ thống pháo hiệu quả nhất mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine là lựu pháo M777 do Anh chế tạo. Và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao thường được gọi tắt là HIMARS. Có hàng trăm bé trai Ukraine được đặt tên là HIMARS vào lúc này bởi vì nó có tác động như thế ở đó. Và chính độ chính xác tầm xa của nó đang tạo nên sự khác biệt. Các quan chức quốc phòng nói với VOA rằng Hoa Kỳ đã cung cấp 20 bệ phóng HIMARS cho đến nay. Hoa Kỳ đã cung cấp tên lửa GMLRS cho các hệ thống HIMARS này với tầm bắn khoảng 90 km. Đó là điều tốT nhưng chưa đủ. Tên lửa ATACMS cũng bắn bằng HIMARS sẽ có tầm bắn 300 km. Nếu người Ukraine có tên lửa đó ngay bây giờ, họ có thể đã bắn vào Sevastopol và các địa điểm quan trọng khác sâu bên trong bán đảo Crimea. Trong lúc Nga cải thiện năng lực chống máy bay không người lái trên chiến trường, thì Ukraine sử dụng máy bay không người lái Switchblade do Mỹ sản xuất, máy bay không người lái Phoenix Ghost và máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát. Người Ukraine về cơ bản đã phối hợp máy bay không người lái với lực lượng mặt đất thành một nghệ thuật. Chúng linh hoạt hơn rất nhiều. Rất nhiều đơn vị triển khai máy bay không người lái chiến thuật tầm xa phối hợp với pháo binh để giúp quân đội Ukraine quan sát được tình hình. Và trong nhiều trường hợp, họ chỉ đơn giản là biết rõ hơn vị trí của quân Nga và có thể phản ứng nhanh hơn nhiều. Nhưng Nga có nguồn dồi dào máy bay không người lái từ đồng minh của họ là Iran. Theo Lầu Năm Góc, Nga đã triển khai hàng trăm máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất để nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Để đánh bật chúng ra khỏi bầu trời, quân Ukraine đã sử dụng các hệ thống phòng không như Stingers của Mỹ, tức tên lửa tầm nhiệt, có tầm bắn khoảng 5 km, đủ nhỏ để vác theo người. Các phân tích gia cho biết quân Ukraine đã bắn hạ được từ 60 đến 85% máy bay không người lái của Nga do Iran sản xuất. Hồi tháng trước, Lầu Năm Góc đã chuyển hai hệ thống NASAMS cho Ukraine, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến, có thể nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái, máy bay và tên lửa hành trình. Từ những gì tôi nghe được đó là 35 lần cố gắng chặn thì 35 lần chặn được. Nó đang hoạt động rất tốt, nó giúp bảo vệ các thành phố lớn. Nhưng Ukraine vẫn gặp rất nhiều khó khăn để tự vệ trước tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, vốn tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Ukraine. Giải pháp của Lầu Năm Góc, các quan chức nói với VOA, sẽ là gửi tên lửa Patriot đến Ukraine để chống lại loại vũ khí này. Tuy nhiên, chuẩn đô đốc hồi hưu Mark Montgomery cảnh báo Mỹ có thể sẽ cần ít nhất 6 tháng đến 1 năm để huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống phức tạp và tốn kém này. Mỗi loạt Patriot có giá từ 3 đến 4 triệu đô la. Đó là hệ thống rất tốn kém. Nó sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền dành cho họ. Nhìn chung, các phân tích gia đồng ý rằng vũ khí mà Mỹ và NATO cấp cho Kiev đã giúp Ukraine bảo vệ tổ quốc của mình một cách thiết thực. Và cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu đã đưa ra dự đoán táo bạo như thế này. Nếu chúng ta tiếp tục làm những gì chúng ta hiện đang làm, thì tôi nghĩ Ukraine sẽ tiến tới giải phóng Crimea vào cuối tháng 8. Bán đảo Crimea vốn bị Nga sát nhập bất hợp pháp từ năm 2014, đóng vai trò là đầu mối tập trung của binh lính Nga ở Ukraine. Giải phóng nơi này sẽ là cú giáng lớn vào Moscow. Ít nhất cũng có một niềm vui nào đó trong mùa lễ năm nay sau một năm rất đen tối. Nhưng trên khắp Paris và các thủ đô châu Âu khác, nhiều người dân đang đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn, một trong những hậu quả của cuộc chiến Ukraine. Jora, người chỉ tiết lộ tên và dấu họ, đang ở Paris để thu nhận thức ăn miễn phí tại văn phòng Salvation Army ở thủ đô của Pháp. Cô mất việc tại một phòng khám vì lý do sức khỏe. Năm nay là một năm rất khó khăn. Giá cả, mọi thứ đều tăng. Tiền thuê nhà, điện, xăng, điện thoại. Mọi người không thể sống thế này. 8 vòng trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Moscow do cuộc chiến ở Ukraine đã khiến giá lương thực tăng vọt và khiến cả khối mất nguồn cung năng lượng giá rẻ của Nga. Brussels nói rằng điều đó chỉ càng làm châu Âu thêm quyết tâm. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi nào Ukraine thắng Putin và đánh bại cuộc chiến bất hợp pháp và man rợ của ông ấy.
Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã phản ứng khá nhanh chóng và hiệu quả với những gì họ đối mặt mà theo cách nào đó thực sự chưa từng có. EU đã gửi hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine và chào đón hàng triệu dân tị nạn Ukraine. Nhưng khi mùa đông khiến họ khốn khổ, thì cái giá để hỗ trợ Ukraine cũng như để duy trì các giá trị châu Âu cũng vậy. Các chuyên gia cho rằng EU có thể sẽ rơi vào suy thoái. Các tổ chức từ thiện cho biết họ đang giúp đỡ ngày càng nhiều những người dễ bị tổn thương. Điều thực sự làm chúng tôi bàng hoàng là chúng tôi đang thấy rất nhiều người trẻ, sinh viên đang vật lộn để trụ được cho đến cuối tháng. Ngoài ra còn có những cha mẹ đơn thân và người già với lương hưu ít ỏi. EU đã chuẩn bị cho mùa đông bằng cách dự trữ khí đốt không phải từ Nga, tìm nhà cung cấp mới và đôi khi chuyển sang than đá vốn gây ô nhiễm. Nhưng một số nước vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện. Trong đó có cả Pháp, nơi một nửa số lò phản ứng hạt nhân đang ngừng hoạt động để sửa chữa. Nhiệt độ sưởi ở châu Âu được để ở mức thấp hơn, bóng đèn tiết kiệm năng lượng thắp sáng các lễ hội. Paris, thành phố ánh sáng, năm nay không quá sáng nữa. Việc chúng ta đang có ít năng lượng hơn, việc chúng ta đang bớt giàu đi, nền kinh tế đang đi vào suy thoái, có thể dẫn đến cơn mệt mỏi Ukraine. Tình đoàn kết của châu Âu đã cho thấy có sự rạn nứt và cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Liệu EU có trở nên mạnh mẽ hơn từ cuộc chiến này hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Hello, I'm John Russell. In today's program, we will explore fricatives. The term means that there is a partial obstruction in the airstream. There are eight of these consonant sounds in English. They are f, v, f, v, s, z, sh, and zh. Fricatives are often a source of confusion for English learners. Some English learners confuse them with stops, consonant sounds that are made by creating a stop in the airflow. To be clear, fricatives mean there is a partial obstruction in the airstream. Stops mean there is a full obstruction in the airstream. Some English learners substitute fricative sounds with stop sounds. For example, they might replace the f sound with the t sound. The result is that a word such as think becomes something like tink. F is a fricative sound, t is a stop sound. Sometimes English learners substitute stop sounds with fricative sounds. For example, they replace d, a stop sound, with v, a fricative sound. How might you deal with this issue? Try making note of the consonant sounds that you have difficulty with. Then find out how you should use your tongue and airstream when making the sounds. We have many videos on our website that explore individual sounds, or you can ask a teacher or a friend to help. Keep up the good work.